Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game GTA 5 để làm cảnh sát Việt Nam đó nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cảnh sát giao thông đó, để có một cái sứ mệnh ngày hôm nay rất là đặc biệt, đó là sẽ vận chuyển hộ tống cho cái đoàn xe vận chuyển vaccine COVID-19 nha các bạn. Đấy, xịn sò chưa? Đó, thì các bạn biết cái thông tin hiện tại là Việt Nam vừa nhập một cái lô vaccine về đâu đó là khoảng hơn 117.000 các bạn, 117.000 liều vaccine rồi đấy. Rất là nhiều. Đó, các bạn biết đây là một cái tin vui nè, sắp tới thì có thể là có vaccine để phòng chống cái bệnh COVID-19 này rồi thì Việt Nam chắc chắn sẽ không còn cái dịch bệnh COVID-19 này nữa các bạn. Ok, thì đây là cái chiếc xe mà chở vaccine nè các bạn. Đó, đẹp không? Đây là xe gọi là đặc chủng nha các bạn. Xe đặc chủng của Bộ Y tế luôn nè. Để chở COVID-19, để chở vaccine COVID-19 các bạn. Cái vaccine này là một cái loại vaccine cần bảo quản ở cái nhiệt độ lạnh các bạn, đó là như là 2 đến 8 độ rồi các bạn. Nên đây là nên phải cần cái xe gọi là như là xe đông lạnh đó các bạn. Đó, thì bên Bộ Y tế đã cung cấp một cái xe đặc chủng đông lạnh này đến để chở cái vaccine. Đó, nó có cái cửa vào nè các bạn, vô đây là còn hơn tủ lạnh nữa. Đó, trong này là chở nhiều vaccine lắm. Và hai xe này thì cũng chưa có đủ đó các bạn. Còn một số xe bên kia nữa kìa, nó rất là nhiều xe đang đậu luôn. Đó, thì đây là cái chiếc máy bay mà để chở vaccine về nước nè các bạn. Chiếc máy bay này của quân đội luôn nha các bạn. Ui, bự vãi nồi luôn. Đây là những cái lô vaccine nè. Bây giờ cho các bạn xem. Đây vô trong được luôn nè. Ủa, trong này là cái kho, như là cái kho hàng các bạn để chở vaccine COVID-19 ấy. Bự vãi nồi các bạn. Đây có bên lực lượng quân đội đến hỗ trợ. Đó, thấy chưa? Xịn sò chứ các bạn. Đây, lên máy bay nè. Ngon lành cành đào. Ok, thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dẫn đoàn các bạn để hộ tống hai cái chiếc xe vaccine này đến hai địa điểm cho để tiêm cho người dân nha các bạn. Đó là cái địa điểm đầu tiên, nó sẽ nằm ở bệnh viện thành phố, nó nằm ở đây các bạn. Đó, bệnh viện thành phố nó sẽ nằm ở đây. Và cái địa điểm thứ hai nó sẽ là nằm ở một cái trạm chích vaccine lưu động được mở đây các bạn, đây được mở lưu động ở ngoài đường luôn. Đó, thì những người dân có thể đến đây để chích vaccine. Đó, thì mình sẽ đi để chở hai cái chiếc xe này đến hai cái địa điểm đó. Nó chạy đâu vậy? Khổ quá mà, chạy gặp mình né né thì còn lảng lảng vô mình, nó xém đụng mình, ai mà dẫn đường cho đoàn xe đi. Ok, và chiếc xe để dẫn đoàn ngày hôm nay là cái con xe này các bạn, mình vừa thiết kế luôn. Đây là con Toyota Fortuner mà mình nghĩ bạn nào cũng biết rồi đúng không? Con này là như phiên bản đời cũ các bạn. Đây, cảnh sát giao thông, traffic police nè. Mình vừa thiết kế xong luôn ấy. Đây có logo huy hiệu của cảnh sát giao thông nè các bạn. Đó. Đây là nội thất nè, xịn sò cho. Còn đây là phía sau. Đó, cảnh sát giao thông. Đó, đây là dàn xe dẫn đoàn nha các bạn. Bên kia thì có dàn xe cảnh sát 113 với lại là cảnh sát giao thông. Đó, lực lượng cơ động đứng bảo vệ khu vực này các bạn thấy ghê không? Quy mô vãi nồi. Ở đây là xe gì vậy trời? Như đây là xe để chở mấy cái lực lượng quân đội đấy các bạn. Lực lượng quân đội đứng đằng kia ấy. Đó, đây lực lượng quân đội đấy các bạn. Dữ dằn cho. Chở đợt này là được bảo vệ an ninh quá trời quá đất. Phía sau thì chúng ta lại có thêm hai chiếc xe nữa, đó là xe của cảnh sát 113 với lại là cảnh sát giao thông nha. Đó, để chốt đòn. Rồi thôi đi đi các bạn, tranh thủ đi. Để chảy giờ. Cho người dân bây giờ đi chích. Chích vaccine các bạn. Ok, lấy xe này đi. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ nhắm ra cái đã. Nhắm ra. Rồi lùi lại. Đây mình sẽ dẫn đòn nha các bạn. Ok. Bây giờ bây giờ mình nên mở còi hú xe nào cho ta? Bây giờ xe nào cũng có còi ưu tiên nha các bạn. Chắc mình mở hai con này đi ha. Mình mở hai con này thôi. Đây, một con nè. Dưới con này. Mở con này luôn. Đó. Hai con sau khỏi mở đi ha bạn. Mình cũng khỏi luôn. Tại vì mở nhiều quá, nhiều cái tiếng còi quá nghe nó nhức đầu lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái bệnh viện thành phố trước nha các bạn. Rồi mọi người đã sẵn sàng chưa? Let's go. Ok, let's go. Rồi.
Đi luôn, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Rồi mọi người di chuyển ra, di chuyển ra, di chuyển ra. Rồi, hello chú bảo vệ, mở cửa cho con chú bảo vệ ơi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra cho con với. Sao mở cửa? Không mở cửa, đụng luôn các bạn. Ôi lần nào cũng như lần nấy. Rồi cái gì vậy? Chú kiểm dịch xe con nữa gì đây? Rồi ok, ra được rồi các bạn. Rồi, ra đây luôn, ra đây luôn, ra đây luôn, ra đây luôn mọi người ơi, ra đây luôn. Chạy ra luôn, chạy ra luôn. Ok. Ra đây, ra đây, ra đây. Ờ, chiếc xe taxi đó chạy đi chứ. Chiếc xe taxi này làm gì đậu ra vậy? Đậu vô lề, đậu vô lề để cho xe ưu tiên người ta đi chở vaccine ta về ta chữa bệnh. Họ có lực lượng cảnh sát đứng bảo vệ cho bạn ghê chưa? Thì đây là cái lô vaccine được nhập từ hình như là mình không rõ là cái nước nào sản xuất các bạn, mình biết là như là bên châu Âu ấy. Cái lô vaccine này của công ty AstraZeneca gì đấy các bạn. Mình cũng không gành cho lắm, mình cũng chưa tìm hiểu cái công ty này. Nhưng mà nó được nhập về 117.000 liều vaccine ngày hôm trước, vừa lên báo xong luôn các bạn. Về được tới Việt Nam nha, mừng hết sức. Và đặc biệt là chích hoàn toàn miễn phí cho người dân Việt Nam luôn, không cần tốn tiền mua gì nữa các bạn. Khỏe thật sự rồi ông nội Toyota Hilux chạy phía trước à. Rồi sao dân chạy đi. Rồi ơi, kẹt xe luôn, thấy chưa? Qua đây chạy luôn, cho chạy bên này luôn. Cho chạy bên đó luôn các bạn, cản đường cảnh sát vãi nồi. Rồi lẹ lên mọi người ơi. Let's go, let's go. Hiện tại cái số lượng người dân ở Việt Nam mình là đâu đó là hơn 90 triệu người các bạn. Hả? Không biết làm sao mà để nhập được về hết vaccine nữa, nhưng mà hiện tại cái lô vaccine mà về trước này nè các bạn thì sẽ ưu tiên chích cho những cái người mà gọi là ưu tiên các bạn, đối tượng, những cái đối tượng ưu tiên, ví dụ như là mấy cái nhân viên mà chạy dữ vậy, mấy cái nhân viên mà hỗ trợ chống dịch đó các bạn, mấy cái nhân viên y tế ấy, hỗ trợ chống dịch, phòng chống dịch này nọ đấy, thì nên chích cho những người đó trước, mình thấy quá hợp lý luôn. Sau đó là đến những cái người ưu tiên khác, ví dụ những người mà gọi là để lên những cái người mà quan chức đồ này nọ đấy các bạn, quan chức cấp cao này nọ đấy, nên chích trước. Rồi cái thằng ông nội thì cản đường cái xe của tôi rồi, vô lại đậu luôn, vô lại đậu. Rồi ok các bạn, từ từ thêm con Hilux này nữa, vô lại đậu luôn, tấp vô lại nhường đường. Xin đường tôi này với rồi các bạn, khổ ghê. À, cái bệnh viện thành phố nằm phía trước luôn kìa các bạn ơi. Ui mau thật sự tới rồi. Rồi lẹ lên ok. À, mình sẽ cho cái chiếc xe đầu tiên vào trong đó trước nha các bạn. Đây. Rồi ok, đến bệnh viện thành phố rồi. Từ từ mọi người ơi, gấp gáp gì. Hiện tại dịch bệnh càng ngày nó càng bùng phát, mong là có vaccine về thì bây giờ cũng đã về rồi, khỏe cho người dân mình thật sự luôn rồi đấy. Ơ à, chạy xích lên mọi người ơi. Từ. Bây giờ mình sẽ cho cái chiếc xe này vô trước nha các bạn, chiếc xe mà vaccine đầu tiên rồi nè, vào trong này trước. Còn chiếc xe kia mình sẽ đưa qua cái địa điểm lưu động bên kia. Rồi chạy qua đây luôn, chạy qua đây luôn. Trời ơi, đụng gãy cái cột. Trời, khổ quá mà. Chạy qua đây, chạy vô luôn. Vô trong này luôn. Ơ sao nó không chạy vô vậy? Vô đây nè. Vô đây. Ừ, kỳ vậy. Chạy vô đây, xích vô. Chạy vô luôn, chạy vô lô bắt tài ơi. Khổ quá, cho mình hỗ trợ xíu các bạn. Đây, cho nó ngay xe lại. Rồi, chạy vô. Vô đây luôn. Rồi, ok. Đây là chiếc xe vaccine đầu tiên sẽ được dừng ở đây để hỗ trợ cho các bệnh nhân ở đây nha các bạn. Đây những bệnh nhân đang nằm sẵn rồi nè. Đó, sẽ đứng ở đây để hỗ trợ chích vaccine trước. Rồi ok. Rồi cảm ơn đồng chí nha. Rồi cho chiếc xe này ở đây nha các bạn. À, mình sẽ cho chiếc xe này nó ở đây. Mình sẽ dẫn cái chiếc xe kia đi tiếp. Rồi ok. Đây. Còn chiếc xe này chúng ta sẽ đưa lên cái địa điểm lưu động ở trên kia. Rồi ok, đi tiếp thôi. Ok.
cái địa điểm kia nằm ở trên này các bạn, đâu rồi ta? Đây đây các bạn ơi, nó nằm trên này nè, rồi mình sẽ di chuyển lên trên đó luôn. Ok mọi người, mọi người tập trung, tập trung đi 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 đi. Ôi bây giờ là phải quay đầu đây à, đi đường này luôn được không ta? Được được các bạn ơi, đi thẳng luôn các bạn ơi. Rồi mọi người di chuyển lên trên kia tiếp tục nữa. Ê ê quá lộn, khổ quá mà, thấy xe ưu tiên không vậy? Rồi quay đầu xe lên đến khu này được không ta? Quay đầu xe lại, quay đầu xe lên mọi người ơi. Rồi ok, rồi địa điểm tiếp theo của chúng ta là cái trạm chích vaccine lưu động nha các bạn. Chạy luôn đi bớt trời ơi, tấp vào nhận được cho xe ưu tiên đi. Rồi ok, chạy kìa các bạn, thấy ghét không? Rồi đi 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 luôn, đi luôn mọi người ơi, đi luôn đi luôn đi luôn, từ 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 từ, ở trong nó tấp vào, khổ quá mà các bạn. Rồi qua đây luôn. Rồi mọi người di chuyển, mọi người di chuyển lên luôn. Rồi từ từ anh ơi, anh xe màu đỏ ơi, nhận đường cái tụi em cái đi, khổ mấy anh ghê. Rồi đây em không nổi nữa, chạy đi anh. Anh chạy rồi các bạn ơi, mày quá. Anh này nghe lời ok nè các bạn, được anh này, được thật sự. Còn cái gì nữa rồi, sao dừng nó nữa rồi? Ok không sao, mình lách qua bên này được các bạn. Rồi ok, cái chiếc xe chúng ta đang qua được rồi nè. Ê từ từ thôi. Rồi luôn rồi, mấy ông nội này cản đường nữa rồi. Đây cho vô lề, một chiếc, hai chiếc. Rồi thằng ông nội này vô luôn, nãy giờ cứ cản đầu xe mình hoài các bạn. Tấp vào lề đi, nhưng đừng cho xe ưu tiên người ta đi. Rồi ok, rồi hiện tại mọi người đang ở đây đang đợi nè các bạn ơi. Rồi chạy vào đây luôn, chạy vào đây luôn, vào đây luôn, lên đây luôn, lên đây luôn, lên đây luôn. Từ từ để mình tấp vào cái nha các bạn ơi, đậu xe vào cái đã. Ai ai, rồi cái chiếc xe kia chạy lên đây. Trời ơi hình như bị kẹt xe các bạn ơi, để mình lôi lên. Ai cái thằng ông nội này, đi quay đầu xe lại. Quay đầu xe lại, đậu đây luôn, đậu đây luôn. Rồi ok, hai chiếc xe cảnh sát lại chỗ này đậu đỡ đi. Lên đây, lên đây, lên đây. Rồi thôi đậu đỏ đỡ đi các bạn. Ê cái chiếc xe kia đi đâu vậy? Cái xe kia đi đâu? Nó chạy đi đâu luôn các bạn? Qua đây, qua đây, qua đây, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Đây là cái trạm chích vaccine lưu động nha các bạn. Lưu động tức là người ta, từ đó tôi lo cái chiếc này là cái khổ ghê được chứ. Rồi ok vaccine để đây đi. Rồi quay đi đâu nữa? Khổ quá mà, để mình dẹp mấy cái này nè các bạn, cho xe chạy vào nó không biết vừa không nữa. Không được các bạn ơi, nó bị khóa luôn hết rồi. Rồi sao đậu đâu bên kia lộ vậy trời? Ông ơi là ông, ơi kìa, ơi kìa. Kìa đụng ta luôn kìa, đụng ta kìa, đụng ta kìa, đụng gãy cái cột điện, cột đèn luôn rồi. Phải chưởng nè. Ok, để mình vào trong này cho các bạn xem cái khu này nha các bạn. Đây. Đây. Không có cửa cho mình vô nữa. Đây có bình máu nè. À, trong này sẽ có người điểm danh nha. Rồi, nó đậu vô rồi các bạn. Đây, sẽ có mỗi phòng và mỗi người sẽ ở đây chờ để được chích vaccine. Đó, các bạn thấy chưa? Mỗi người mỗi phòng hết. Mấy người này cũng đang đợi nè các bạn. Gì vậy trời? Đây, bên này cũng có mỗi người mỗi phòng luôn nè các bạn. Đây là phía sau là cái nơi để dự trữ vaccine nha các bạn. Chạy vào đây được không ta? Vô đây luôn. Vô đây được không? Vô đây luôn. Có cái bảng đó, nó vô không được các bạn ơi. Để mình lo cho nó chạy vào trong này luôn. Đó, rồi đó, khỏi nói gì luôn. Rồi đó đây. Ai tắt tắt còi hú rồi, nghe mệt quá. Ai tắt còi hú đi. Rồi ok các bạn ơi. Đó. Xe vaccine cũng đã đến được hai nơi, mình cũng đã hộ tống được đến hai nơi rồi các bạn. À,
Như vậy thì người Việt Nam của chúng ta sắp tới thì đã có vaccine, nhưng mà cái này số lượng vaccine nhập khẩu thì cũng hơi ít. Thì sau đó sẽ có lượng vaccine của người Việt Nam sản xuất ấy, thì lúc đó nó sẽ sản xuất cái số lượng nhiều hơn và sẽ chích được cho nhiều người hơn các bạn. Đó thì mày tới đâu tính tới đó các bạn ơi, bây giờ có cái nào thì chích cái đó. Ok, thì chắc mình cũng sẽ kết thúc video tại đây, và bạn nào thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Và các bạn nào muốn mình làm tiếp cái tựa game GTA 5 này nữa thì comment phía dưới, mình sẽ làm trong các tập sau cho các bạn xem. Ok, chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.